Đây là mùa yêu linh nghiệm 1001%. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Hạnh phúc gia đình ai cũng muốn giữ, nhưng vì một vài lý do chủ, khách quan khiến nhiều cặp vợ chồng ly hôn, vì muốn giữ hạnh phúc bên mình khiến nhiều người chọn tìm đến nơi làm bùa yêu linh nghiệm, uy tín. Nếu bạn chưa biết địa chỉ nào giúp mình có những chiếc bùa yêu linh nghiệm, hãy đến với thầy bùa Bá Vi. 1. Thầy bùa Bá Vi, nơi làm bùa yêu linh nghiệm. Nếu bỏ thời gian điểm qua thị trường Việt Nam, bạn dễ dàng nhận thấy các địa chỉ làm bùa yêu mọc lên như nấm sau mưa. Điều này khiến bạn gặp phải khó khăn trong quá trình lựa chọn. Nếu chưa biết nên chọn địa chỉ nào uy tín, hãy đến với thầy bùa Bá Vi. Bởi, địa chỉ này đáp ứng được các tiêu chí khách hàng đặt ra, cụ thể như sau. 1.1. Bùa yêu Bá Vi vô cùng linh nghiệm. Bá Vi là địa chỉ thầy làm bùa yêu linh nghiệm được nhiều người đánh giá cao. Thầy bùa Bá Vi đã trải qua hàng chục năm kinh nghiệm làm bùa yêu nên đảm bảo những chiếc bùa yêu luôn trở nên linh nghiệm. Đặc biệt, thầy đã từng làm bùa yêu cho hàng ngàn khách hàng khác nhau. Tất cả đều đánh giá cao chiếc bùa thầy Bá Vi mang lại. 1.2. Thầy Bá Vi chỉ làm bùa yêu cho khách hàng chính đáng. Thầy Bá Vi là nơi làm bùa yêu linh nghiệm và uy tín. Thầy luôn chọn lọc khách hàng chính đáng để làm bùa yêu. Thầy không làm bùa cho những khách hàng vụ lợi, có cái tâm không tốt và không làm bùa để phá hạnh phúc gia đình người khác. Thầy chỉ làm bùa cho những người vợ muốn giữ chồng, làm bùa cho những cặp đôi yêu nhau chân thành. Với uy tín của mình, thầy luôn đảm bảo những chiếc bùa yêu trở nên linh nghiệm nhất. 1.3. Thầy Bá Vi một địa chỉ uy tín. Bá Vi được đánh giá là nơi làm bùa yêu uy tín khi không xuất hiện hành vi vụ lợi. Thầy làm bùa bằng cái tâm của mình và không đặt nặng về vấn đề tài chính. Do đó, khách hàng khi làm bùa không cần lo gánh nặng về tài chính. 1.4. Bùa thầy Bá Vi đảm bảo sạch, không làm bùa bẩn. Thầy Bá Vi là nơi làm bùa yêu ở Sài Gòn uy tín. Thầy chỉ làm bùa yêu sạch bằng tâm của mình. Tuyệt đối, thầy không nhận làm bùa yêu bẩn ảnh hưởng đến khách hàng và người bị bỏ bùa. Điều này giúp khách hàng an tâm hơn trong quá trình sử dụng. 2. Thầy Bá Vi nhận làm các loại bùa yêu nào? Thầy Bá Vi là nơi làm bùa yêu linh nghiệm, nhận làm nhiều loại bùa yêu khác nhau cho khách hàng lựa chọn. Bạn có thể điểm qua một số loại bùa yêu thầy Bá Vi nhận làm sau đây. 2.1. Bùa yêu bằng thông tin và hình ảnh. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin và hình ảnh của người cần bỏ bùa. Thầy Bá Vi sẽ sử dụng hình ảnh đó để luyện bùa yêu thích hợp. Bùa yêu bằng hình ảnh vô cùng an toàn cho người bị bỏ bùa. Do đó, khách hàng có thể an tâm khi sử dụng. Đây là cách phổ biến, đơn và hiệu quả cao nhất. 2.2. Bùa yêu làm bằng lá thuốc. Thầy Bá Vi nhận làm bùa yêu bằng lá thuốc. Loại bùa này luôn được đánh giá cao về độ an toàn và linh nghiệm, giúp khách hàng an tâm khi sử dụng. Đặc biệt, bùa thầy làm luôn mang lại hiệu quả cao nhất cho người sử dụng. 2.3. Thầy Bá Vi không nhận làm bùa yêu bằng tóc. Bùa yêu làm bằng tóc của người bị bỏ bùa khá đơn giản nhưng cho hiệu quả không cao. Loại bùa này đòi hỏi thầy Bá Vi mất nhiều thời gian thực hiện nhưng an toàn cho người sử dụng và mang lại hiệu quả không hề cao. Bùa lành tính, nhưng không được áp dụng. Trên thị trường có những nơi làm bùa yêu khác nhau, nhưng nơi làm bùa yêu linh nghiệm được nhiều khách hàng đánh giá cao trên thị trường hiện nay là thầy bùa Bá Vi. Thầy làm bùa luôn bằng cái tâm của mình nên đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tinh thần của đối phương. Thầy không làm những loại bùa gây hại cho người bị bỏ bùa, vì vậy bạn có thể an tâm hơn trong quá trình làm và sử dụng bùa. 3. Địa chỉ làm bùa của thầy Bá Vi. Nếu tìm địa chỉ làm bùa yêu của thầy Bá Vi, khách hàng có thể chọn lựa thông qua các kênh sau. Liên hệ thầy Bá Vi thông qua Zalo, Facebook, Viber, web chat gắn liền với số điện thoại 0918334190. Với sự uy tín của thầy khiến nhiều trang giả mạo thầy bùa được lập ra với đa dạng chiêu trò khác nhau, khách hàng cần chú ý xác định sự uy tín của trang trước khi làm bùa để đảm bảo an toàn cho mình. Thầy bùa Bá Vi luôn là nơi làm bùa yêu linh nghiệm được nhiều khách hàng đánh giá cao. Khách hàng khi liên hệ với thầy Bá Vi sẽ sở hữu cho mình những chiếc bùa yêu chất lượng với mức giá cạnh tranh hợp lý nhất thị trường. Khách hàng sẽ được tư vấn chi tiết về công dụng của bùa và cách sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất.
Vì vậy, nếu có nhu cầu sử dụng bùa yêu hãy liên hệ thầy bùa Bá Vi để được hỗ trợ. Chia sẻ câu chuyện một người nhờ thầy Bá Vi giúp đỡ. Dạ con chào thầy Bá Vi, con muốn xin bùa, từ đầu năm nay con có sinh em bé nhỏ, rồi con cũng về quê lên xuống. Còn chồng con ở lại SG lo công việc nhưng do dịch nên công việc bị ngưng, CK tụ tập ăn nhậu với hàng xóm. Sau đó có chị kia có chồng con rồi nhà đối diện nhà con, cứ theo rủ rê ăn nhậu rồi từ đó hẹn hò với nhau. Con thì lo con nhỏ, một bé 3 tuổi, một bé mới sinh, con nghĩ hàng xóm, chị em thì đã hiểu biết chỗ nhau, ai dè cặp với chồng con. Giờ con muốn xin bùa chồng con quay về với mấy mẹ con và yêu thương mấy mẹ con. Mỗi lần cự cãi là đòi ly dị, làm con tổn thương lắm ạ. Xin thầy Phá Vi giúp con với ạ. Kết luận: khi bạn cần một nơi làm bùa yêu linh nghiệm nhất, hãy liên hệ trực tiếp thầy Phá Vi. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Phá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Cần liên hệ thầy Bá Vi để giải đáp các thắc về bùa ngải thì liên hệ trực tiếp thầy bằng cách nhắn tin vào điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook 0918334190. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều hơn video từ thầy Bá Vi về bùa ngải nhé.